ngồi ở Vĩnh Long nè. Dạ. Chị năm nay chị 71 tuổi rồi. Rồi chị coi từ cái clip đầu tiên cho tới sau này. Dạ. Chị thấy rất là tội nghiệp cái bé Tường Lam này, bởi vì cái tuổi nhỏ của bé, tuổi thơ của bé là đang được vui chơi và học tập cùng với bạn bè. Dạ. Nhưng mà cái người mà đáng trách nhất đó là cái thằng Độc Lạ Bình Dương. Cái kênh đó suy nghĩ lại đi. Chị nhắn lại với Độc Lạ Bình Dương, em suy nghĩ lại đi, em có phải là người Việt Nam không? Mà người Việt Nam toàn là như mẹ của bé như em vậy, rồi cái đất nước này nó ra sao? Rồi thế giới này nó thành cái gì? Nó bị diệt vong luôn hả? Không còn cái gì để sống để ăn nữa. Bởi vì cứ đi lừa đảo lợi dụng người ta không à. Cái điều đó rất là đáng trách. Đầu tiên là Độc Lạ Bình Dương, kế đó là mẹ của Tường Lam. Mẹ Tường Lam, chính mẹ Tường Lam nói trong cái clip đầu tiên, mẹ Tường Lam nói là thấy bé vậy đó cho nên đi trực tiếp gặp Độc Lạ Bình Dương, yêu cầu Độc Lạ Bình Dương mà quay đưa lên trên mạng, làm cho cái đất nước này nó còn hỗn loạn lên vậy đó, rồi nó ảnh hưởng tới chùa chiền. Chị bức xúc quá, chị nói đại chị không có sự chuẩn bị gì hết, bởi vì chị không có thời gian để chuẩn bị. Chị già vậy chứ chị phải đi từng cọng, từng cái ngọn rau để chị bán, chị giúp đỡ cho những trường hợp khó khăn. Dạ. Nhưng mà mẹ của Tường Lam làm người mẹ vậy có xứng đáng là người mẹ Việt Nam không? Mẹ Việt Nam như vậy đó hả? Đi dạy dạy con mình mới có mấy tuổi hả mà đi lừa gạt cả thế giới này chứ không phải riêng đất nước này nữa. Mà những người mà như mẹ của Tường Lam như vậy thì đất nước này nó thành cái gì? Dạ. Không làm, không lo làm, lo ăn. Cái người đàn bà phải chăm chút trong gia đình, lo cho con, cho chồng. Ngoài ra còn phải tiết kiệm để mình giúp đỡ những người xung quanh mình nữa. Chứ có đâu mà đi làm cái chuyện vậy, ăn rồi đi làm cái chuyện vậy mà cả đất nước này, cả thế giới này nếu mà làm như vậy hết thì lấy cái gì ăn mà lấy cái gì để sống, lấy cái gì mà chia sẻ giúp đỡ cho những người khó khăn. Yeah. Ở trong bệnh viện biết bao nhiêu con người ta khổ, ở trong đó người ta không có tiền để người ta uống thuốc nữa, sao không vô đó giúp người ta? Tôi già vậy nè mà tôi phải đi từ rồi tiết kiệm từng cái đồng bạc, không dám đi ra chợ đi đâu là đem chai nước theo uống, không dám uống một cái ly nước để dành cái đồng tiền để mình gặp trường hợp nào khó khăn mình giúp người ta. Có đâu mà làm vậy, tôi thấy cái nó xấu hổ cho cái người phụ nữ Việt Nam mang cái tiếng mẹ, mang mẹ gì vậy? Rồi bây giờ vậy rồi bỏ chồng bỏ con ở nhà làm gì không biết, rồi tối ngày cứ quần này áo nọ thì đi hết chùa này tới chùa kia. Cái người đáng trách thứ nhất là Độc Lạ Bình Dương, cái đáng trách thứ hai là cái mẹ của Tường Lam, đáng trách thứ ba là các ông sư thầy. Sư thầy đi tu mà xuất phát từ đâu mà quý sư thầy đi tu vậy? Hả? Xuất phát từ cái gì mà bao quý thầy đi tu mà sao quý thầy không hiểu gì hết trơn vậy? Quý thầy bảo vệ Phật pháp chỗ nào? Làm cho ông Phật chảy máu đâu quý thầy có biết không? Tu cái kiểu gì tu kỳ vậy? Một hạt gạo, một cọng rau là dân chúng người ta cực khổ lắm, người ta mới đóng góp vô. Bây giờ chùa cao Phật lớn làm hao tiền bá tánh, có biết không? Ở quý thầy tu mà quý thầy làm vậy thấy đau lòng quá. Vì cái lẽ phải, vì cái lịch sự. Tụi con không có dám nói cái gì hết đó. Nhưng mà quý thầy suy nghĩ lại đi. Rồi bây giờ cả một cái chùa vậy đó, biết bao nhiêu con người ta mà cứ dẫn cái con Tường Lam. Hồi sớm giờ tôi dòm tôi thấy dẫn Tường Lam lên, tất cả cái gì cũng Tường Lam. Trời đất quỷ thần ơi. Rồi mẹ nó ăn rồi cứ dẫn đi hết chỗ này tới chỗ kia, không lo việc gia đình, không lo làm ăn, không lo dạy con, mà bây giờ đi dạy con nói láo, lừa đảo. Bà mẹ Việt Nam vậy đó hả? Có xứng đáng hay không? Nếu mà trên thế gian này, thế giới này mà có những bà mẹ như mẹ của Tường Lam á, là mai mốt hả,
chết đói, không có gì ăn, tối ngày cứ đi lừa đảo, cướp giật. Bộ mặc cái bộ đồ tu, cạo cái đầu trọc lóc vậy mới tu được hả? Không có cái chùa tu không được hả? Tôi từng làm thơ ký cho chùa 20 mấy năm nè, tôi thấy rõ hết ở trong chùa cái gì cũng vậy hết. Từ cái chuyện đó tôi mới thấy đồ ăn người ta đem thức cúng, tất cả đem đổ, ăn hết đem đổ, rồi mới kêu vậy thầy trụ trì, thầy ơi sao thầy không đem cho người nghèo, bỏ như vậy, tội chết người ta cực lắm, ta mới đem vô cho mình, ăn hết mình cho đi. Ông thầy nói cho rồi mơi mốt á, người ta nói chùa dư giả quá ai cho nữa, trời đất quỷ thần á. Rồi có một con nhỏ nó điên dại, nó đập bể cái chuông, tôi nhớ tới đâu tôi nói tới đó. Chứ tôi không có sự chuẩn bị, cho nên xin là anh em, bà con, cô bác trên cộng đồng mạng cũng thông cảm cho tôi. Tôi biết từ đầu tôi nói từ đó. Rồi cái kêu gia đình ta vô đặng mà đền, đền cái chuông. Bởi vì nó không biết lợi quýnh bể chuông, tôi mới nói trời đất quý thần ơi, kêu người ta vô cho tiền người ta để người ta đi trị bệnh mới phải chứ sao, tại sao đền cái chuông? Cái chuông đó là tiền của bá tánh đó, chứ đâu phải tiền của mình mà kêu lại mà đền cái chuông. Rồi có những cái chùa ở đây nè, ở dưới Vũng Liêm có cái chùa Hội An, cái chùa đang đẹp đẽ vậy đó, đập sập xuống hết, bây giờ cất cái chùa mấy chục mấy mà bao nhiêu tỷ, cất chùa lầu, bây giờ còn hơn là cái cung điện quy nga nữa, làm ngược lại với cái lời Phật dạy không à. Ông Phật ông đâu có biểu cất chùa, ông biểu đi giúp đỡ cho người nghèo khó, lo bảo vệ đất nước của mình, không làm cái gì mà ô quen ô xấu cho đất nước của mình, bảo vệ đất nước mình bảo vệ mà làng xóm mình, bảo vệ dân chúng mình giữ gìn đất nước của mình, chứ có đâu mà làm vậy. Cuối cùng bây giờ tôi thấy rồi, bây giờ quá trời, cho nên bây giờ đi xuất gia thôi, đầy dạy tu đó là bây giờ một cái gánh nặng cho xã hội, xã hội phải nuôi. Trong khi ăn mấy mày dòm coi, dân chúng người ta mừng đầu tắt mặt tối, người ta chính tôi là 71 tuổi, Tết 72 tuổi nè, tôi phải đi từng trong từng cái cọng rau, tôi phải đi chỗ nào dơ là tôi phải quét ở ngoài đường, tôi gom tôi hốt cho nó sạch sẽ, có đâu mà như vậy. Trời đất quỷ thần ơi, thì vậy có xứng đáng là bà mẹ không? Làm mẹ mà nếu mà thế giới này, đất nước này mà có những bà mẹ như mẹ của Tường Lam thì bây giờ thành cái gì? Mẹ cái gì? Không có xứng đáng gọi tiếng mẹ đâu. Con mới bị lớn mà đi dạy lừa gạt, mặc quần này áo nọ, cái bộ đồ lam không có làm được cái gì. Nhìn bởi vì nhìn người, đừng có nhìn cái nhà, đừng có nhìn cái quần cái áo, đừng có nhìn vẻ bề ngoài, mà nhìn việc làm của con người đó. Họ hằng ngày họ làm cái gì? Cha mẹ họ làm gì, ông bà họ làm cái gì, họ giúp gì cho được cái gia đình, giúp gì cho được làng xóm, giúp gì cho được cho đất nước. Trời đất quỷ thần ơi, tôi thấy tôi bức xúc, tôi buồn quá, buồn. Nếu mà xã hội này như vậy, đất nước mình đi gì đâu. Tôi giận cái thằng Độc Lạ Bình Dương vô cùng, chị nhắn với em, em muốn quay cái gì em đưa lên mạng em cũng suy nghĩ, đó là một trong cái đạo đức của em đó. Đạo đức của em nằm chỗ nào? Cha mẹ dạy em cái gì? Thầy giáo cô giáo dạy em cái gì mà em đi làm vậy? Chị còn nhớ lúc chị còn nhỏ xíu, chị nằm ở trên cái giọng mà mẹ chị dạy chị, mẹ chị hy sinh thôi, chị lúc có 8 tuổi thôi, mẹ chị dạy chị dạy nhớ hoài tới giờ không quên. Chị xin đọc nè. Hỏi ai chỉ lối đưa đường cho em ở dưới mái trường thân yêu, bảo ban dạy dỗ sớm chiều. Lẽ hai, điều hai lẽ phải, đủ điều khuyên răn, giúp em mọi việc khó khăn, đọc thông viết thạo theo bằng người ta, mai đây xây dựng nước nhà, hỏi công ai đó chính là thầy em. Mẹ chị dạy chị như vậy. Lúc đó chị có 5-6 tuổi, chị nhớ tới bây giờ, chị nằm trên bụng của mẹ chị, mẹ chị đưa giọng kẹo kẹt dạy chị. Đó là một bài. Còn bài thứ hai nữa: tôi yêu đất nước Việt Nam, quê cha đất tổ từ ngàn năm xưa, từ lâu tôi sống đến giờ, làm ăn dư giả cũng nhờ nước tôi. Tôi yêu người Việt đời đời,
cùng một máu mủ cùng nơi sinh thành. Có bao nhiêu bậc hùng anh đã từng giết giặc giữ gìn quê hương. Hai bài đó mẹ chị dạy tới giờ không bao giờ chị quên. Người ta thương cha, thương mẹ, thương tổ quốc, thương đồng bào. Nếu thương thì phải làm sao? Phải lao động, phải làm mới có ăn. Chứ đâu phải mình đi bóc lột vậy, lừa gạt người ta như vậy, làm mẹ vậy có xứng đáng gọi là tiếng mẹ hay không? Làm như vậy rất là tội nghiệp cho tuần lễ. Cái bữa cái clip chị thấy đó, Đọc Lạ Bình Dương nó gợi ý, mà cái chỗ nào không ấy là nó cắt. Thì con mẹ nó đã dạy trong bằng cái điện thoại á, cái lúc nằm, lúc ngủ, lúc ăn, lúc gì, con Tường Lam nó ghiền cái điện thoại. Ở trong khi đường phỏng vấn, đường nói vậy thì con Tường Lam nó thò cái tay, nó khều, nó lấy cái điện thoại. Thì mẹ nó lùm nó, mẹ nó trừng mắt nó, cái bắt đầu nó sợ thụt tay lại. Mà thấy nó rất là tội nghiệp, mình thấy mình biết hết. Con người có ý nhìn thấy cử chỉ của người mẹ thế nào biết. Bây giờ đem cách ly mẹ ra đi, cho ở 5-10 ngày, 2 tuần lễ, 1 ngày gì cũng được hết trơn. Rồi phỏng vấn con bé sẽ nói hết cho coi. Con này mẹ nó chặn đầu nó hết trơn. Con mẹ rất là ác độc, dạy cho con mình đi lừa đảo, tuổi như vậy mà như vậy, rồi lớn một chút nữa rồi thành cái thứ gì, đi bóc lột người ta à? Rồi thế giới này bóc lột vậy, làm ai làm ra của cải ăn? Cơm đâu ăn? Thuốc đâu mà mẫu? Tất cả trên đời này lấy gì mà ăn, lấy gì mà sống? Rồi đất nước này giặt nó vô nó chiếm hết. Cả đất nước mình đã 1.000 năm bị tàu đô hộ rồi. Rồi mấy nó trăm năm, mấy chục năm Pháp, Mỹ. Tới bây giờ còn bị mấy thầy chùa này nó ngu trời đất quỷ thần ơi, con xin lỗi mấy thầy, con cũng ở chùa. Con từng là Phật tử mà con chứng kiến nhiều cái cảnh ở chùa, con bất bình lắm. Ông Phật đâu có biểu cất chùa cao Phật lớn làm hao tiền ba tánh vậy. Ơn tổ tiên cha mẹ quý thầy trả chưa? Ơn đất nước quý thầy trả chưa? Ơn đồng bào quý thầy trả chưa? Ơn Phật Pháp Tăng quý thầy trả chưa? Chứ cuối cùng quý thầy tuổi còn trẻ, tuổi còn đang làm được. Trong khi tôi bảy mấy tuổi tôi làm không nổi mà tôi vẫn còn phải làm nè. Quý thầy vậy quý thầy quá sung sướng rồi. Từng bữa cơm ăn ở trong đó, từng cái áo mặc, từng tất cả vật dụng ở trong chùa ở đâu có. Có phải là của xã hội đóng góp không? Người ta ở ngoài người ta đầu tắt mặt tối, người ta góp vô đó mà đi làm cái chuyện vậy. Rồi có chuyện bây giờ trong cái lúc mà học tập vậy, sinh viên học sinh biết bao nhiêu, cả tuổi nhỏ tuổi lớn gì có, cứ dẫn con Tường làm cái gì cũng là Tường làm. Cái gì mấy quý thầy cũng đưa Tường làm lên. Trời ơi quý thầy tu vậy, quý trí tuệ quý thầy ở đâu? Trí chỗ nào, tuệ chỗ nào đâu? Tôi vậy, tôi đâu có được học hành gì bao nhiêu đâu mà tôi còn hiểu, tôi còn biết. Mà quý thầy làm chảy máu ông Phật đó, có biết hay không? Tôi nhắn cho quý thầy nghe, tôi không có sợ đâu. Chết mà cho đất nước, chết mà cho Phật Pháp, không có sao hết trơn á. Chết như vậy mà tôi nói là con người mà trung quân ái quốc hay khi thác không được về cõi thánh cũng về cõi thần. Còn quý thầy vậy về cõi nào? Làm sao về được cõi Phật? Muốn về cõi Phật thì là phải lập thân cõi trần. Cõi trần mà mình còn ăn bám người ta hàng ngày mà làm sao mà về được cõi Phật? Phật ở đâu? Phật ở đâu vậy? Theo tôi hiểu tất cả đều là không là Phật. Phật ông không có chấp nhất cái gì hết trơn. Ông có cần cạo cái đầu mà không có bần cần cái áo cà sa. Ông có cần cái chuông cái mỏ. Ở dưới đây nè, có cái ông đó chuyên môn đi quay, rồi quay chùa này chùa kia, quay hết cái bắt đầu xin tiền nước trong nước ngoài, cái đem về thí dụ được 1 tỷ, cái đem cất 100, đình mà nào miếu nào cũng đi cất hết trơn. Ai nhiều người không biết, trời ơi cái ông đó ông tạo phước đức biết bao nhiêu. Nói phước gì? Tới chừng ông bệnh cái lưỡi ông nó thòng xuống tới dưới cái ngực cái gia đình ông nói rồi ông chết rồi, ông vợ bỏ xứ đi luôn, không dám ở luôn đó. Đó cũng tu đó. Tu đâu cũng phải 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 mà cạo cái đầu. Tu đâu phải vô chùa không có cái chùa không tu được hay sao?
Bây giờ thí dụ bây giờ đang ngồi ăn củ khoai lang này, thấy một người kia ta đang đói, thôi giờ mình ăn, lỡ ăn rồi mình ngắt lại phân nửa đi cho người đó, người ta ăn để người ta cùng no với mình, đó là Phật đó. Phật chỗ đó đó chứ không phải Phật ở trong chùa, Phật không có ở trong chùa. Tôi chị ấy, hồi đó cũng vậy, đâu có biết gì đâu, vô chùa đọc kinh nè, riết ông thầy ông phát hiện cái giọng đọc quá đẹp quá tốt. Bởi hồi đó chị cái dân mà người dân dân công mà, cho nên nhịp nhàng mà giọng điệu rồi cái vụ đọc kinh này đâu có nghĩa lý gì ông thầy sao. Đó, trời ơi con này sao mà cái giọng đọc có truyền cảm quá tốt quá, nhịp nhàng tốt quá, là đưa cho chị dẫn chúng không á. Ông thầy chỉ lên đảnh lễ rồi là đưa mi cho chị cầm mi. Yeah. Và chị chuyên môn dẫn chúng lần 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 lần. Ông thầy ông ấy cái gì ở đâu mà hả, người giàu á lại là mừng tiếp đón, khăn úp lạnh vừa phải úp lạnh mà người ta đi về không cho về, đón tiếp đưa ra. Còn người nghèo thấy ngoài cổng chùa bộ gió nghèo chung vô phòng nằm, ai lỡ hỏi thì thầy nói thầy đừng có, thầy không có nhà nghe. Tôi lấy làm lạ, ủa sao kỳ vậy. Từ từ tôi mới hiểu ra cái đó là giả dối, mượn cái chuông cái mỏ, mượn cái đầu trọc, mượn cái áo cà sa và đọc cái lời kinh sách trong trong sách vở chứ đâu, ở trong trong sách chứ đâu, lật ra là đọc. Tôi có đứa cháu nè, từ nhỏ cũng vậy, cho nó ngủ cái mở điện thoại để đó nó thuộc tới thứ gì chứ đừng nói nhưng từng làm. Nó học đó là học thuộc lòng, nó không phải là thông minh, mà bởi vì tuổi tuổi nhỏ như vậy nó như tờ giấy trắng đó. Đó như mẹ tôi dạy tôi mấy cái bài đó đó, hồi nãy tôi đọc cho quý vị nghe đó, là mẹ tôi dạy tôi lúc đó đó, mà tôi in đầu vô sâu vô trong đầu cho tôi tới bây giờ. Tại sao không dạy cho con cháu mình cái điều hay lẽ phải, sống không biết cái gì hết trơn, rồi đi ướt cái nhà. Tuổi nó bị lớn nó làm gì nó biết ướt cái nhà, rồi còn hướng cho nó nữa. Nó con thích cái chùa không, thích cái chùa không, là cái đó là mớm mồi cho nó đó. Chị nhắn với em, mẹ của Tường Lam, em xấu lắm mình cũng có biết không, em không xứng đáng là cái người phụ nữ Việt Nam, em không xứng đáng là cái người làm mẹ, là mẹ không có dạy cho con vậy. Chị còn nhớ hồi nhỏ chị của chị thấy cái dâu của nhà bà Tư của chị, bà Thím là dòng họ của chị ở sát bên vậy, chị nói đi qua bà Tư bẻ dâu à, lên leo cây dâu bẻ nắm một nắm dâu vậy, rồi cái chung vô kẹt bồ lúa ngồi ăn, mà dục cái vỏ ra trốn má chị. Cái má chị thấy vậy, ủa sao đứa nào mà dục dâu ngoài còn vỏ dâu vậy, nắm đầu lôi ra rút cây roi dẫn qua nhà bà Tư bắt cúi lên ngựa, biểu bà phải nằm xuống đó. Hỏi chịu mấy roi, chị đâu có biết gì, chị nói chịu 10 roi. Cái bà Tư nó trời ơi 10 roi bự lắm, mẹ mày cầm cái roi tre bự quá, 10 roi sao mày chịu nổi, mới có 2-3 tuổi à, cái đâu biết gì, cũng chịu 10 roi à. Cái bà Tư nói thôi cho bà xin đi 5 roi thôi. Má chị quýnh đưa hang, đứa nào đứa nấy à, quýnh một cái trót là nổi lằn đổ quét, quýnh cái trót nổi lằn đổ quét. Xong rồi biểu Tư ra về sau không có đi ăn bé dâu của bà Tư mà ăn như vậy nữa, nghe không? Làm như vậy là xấu. Con người mà đi ăn cắp, ăn trộm vậy là xấu. Muốn ăn thì xin bà Tư cho. Chứ không có phải làm như vậy. Mà muốn vậy, bà Tư cho thì phải hỏi má, coi má có cho hay không thì mới dám lấy, chứ không có được như vậy. Trời đất quỷ thần ơi! Rồi xong mới bắt quỳ gối chừng nào mà biểu thôi mới thôi. Mà như vậy từ đó tới sau là không bao giờ dám nữa. Chứ con có đâu, thí dụ con mà đi ăn trộm đem về cái mẹ con cùng nấu ăn suối nó. Mà làm vậy làm sao nó dám. Còn mẹ gì mà dạy cho con mà đi lừa gạt vậy, cái tuổi đó như tờ giấy trắng vậy. Viết gì là nó in vô đó à. Chỉ có cháu chị nè, trời ơi cái giống gì nó cũng biết hết trơn, nói một lần hai lần. Bữa đi hớt tóc, dẫn đi hớt tóc cái ông kia ông mới, nó mới thấy con chim nhốt trên cái lồng của cái ông hớt tóc á,
cái nó nói cậu ơi, cậu mơ mốt cậu đừng có bắt chim còn nhốt nữa nghe cậu. Cái nó sao vậy, cậu nuôi chim vui mà, nó dễ thương lắm. Cái nó mới nói bầu trời mới là nhà của nó đó cậu. Cái ông hớt tóc, ông là thầy giáo của mình đâu biết. Cái ông bật cũng ngồi dậy, ông nói để ta dòm cái mặt thằng này coi nó mấy tuổi vậy mà nó nói chuyện gì vậy. Dạy cho con cho cháu mình đàng hoàng, không dạy dạy mới cái tuổi mới đi lớn mà dạy cho Tường Lam đi lừa gạt. Mà lừa gạt không phải lừa gạt trong nước mà còn cả cái thế giới này đưa lên mạng ai cũng biết rồi. Người những cái người mà là con người ta có học, người ta có nhận thức, người ta hiểu biết đó, ta có trí tuệ đó, người ta đánh giá cái người Việt Nam mình như thế nào, có xứng đáng đáng là làm cái con người không? Người Việt Nam là như vậy đó hả? Mình phải làm sao để mình giữ cái danh dự cho cái tiếng thơm cho gia đình mình, cho đất nước mình chứ. Em mà em ở trong cái đất nước này, em làm trong cái đất nước này nó dơ á, em có biết không? Rồi Phật nào mà chung vô trong bụng em mà thành thánh thành thần ra hả? Thằng độc lạ Bình Dương, cái tội đó là tội mày lớn lắm, mày biết không? Mày đưa lên mạng mày làm cho cái thế giới này mà đánh giá cái nước Việt Nam này hả? Cái người phụ nữ Việt Nam mình như vậy đó hả? Đi lừa đảo người ta hả? Bỏ chồng bỏ con ở nhà dẫn đi hết chỗ này đi chỗ kia, vậy mà mấy ông thầy còn tiếp tay nữa, vậy là sao? Bao nhiêu đứa ở trong chùa vậy mà cứ lôi đầu con Tường Lam lên không à. Lôi đầu Tường Lam, cái gì cũng Tường Lam, Tường Lam. Rồi ở đâu mà có bữa cơm ăn vậy? Ở đâu mà có xe hơi quý thầy đi vậy? Ở đâu mà có cái chùa Quy Nga còn hơn cung điện như vậy? Hồi đó Đức Phật còn cỡ là con của vua mà còn bỏ đi ra ngoài nữa, mà Phật đâu có kêu cất chùa đâu. Bây giờ ở đất nước này bao nhiêu ngôi chùa, cái đó là cái gánh nặng cho xã hội đó, có biết không? Có biết hay không? Trường học ai làm? Bệnh viện ai làm? Đường xá ai làm? Giữ gìn đất nước này ai làm? Bảo vệ Biển Đông ai làm? Còn bao nhiêu việc không thể kể hết. Tại sao mình không lo mình làm để mình giúp đỡ những người xung quanh mình nghèo khó đó? Bảo vệ làng xóm mình bảo vệ đất nước mình đừng làm cái gì mà cho nó quen ố đất nước mình. Giận quá rồi nhiều khi không có nhớ mà để mà nói hết chứ. Nếu mà nói không thể nào mà kể xiết. Nhìn từ đâu tới đâu cũng thấy hết trơn. Còn cái người mà không biết á, ham ăn, ham nhậu, ham cái bữa cơm ăn cho ngon, ham quần, ham áo đẹp rồi đâu có thấy cái gì. Bao nhiêu người ta chết chóc, người ta hy sinh, ta đổi lấy cái hòa bình, cái độc lập này, ai biết. Giờ ta sống như gì, ta sống ta được cái gì. Mình hưởng sung sướng quá mà bây giờ không còn tiếng bom, tiếng đạn nữa. Hưởng đủ thứ hưởng. Mình phải biết ơn đất nước, phải biết ơn đồng bào, chứ đâu phải làm như vậy. Tôi năm nay tôi bảy mấy, gần 70 mấy tuổi rồi mà tôi còn phải đi làm mà. Đau chân nhức tay gì thì cũng ráng mà xoa mà bóp nó. Cái thuốc còn không uống nữa. Mà sống tốt như vậy là con người mình nó không có đau bệnh, không khỏe lắm. Thay đổi cách sống, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách ăn uống. Ăn đơn giản là sống khỏe, sống thọ. Thọ thì phải làm cái gì cho ích lợi, cho xã hội, cho làng, cho xóm. Chứ có đâu làm vậy. Tôi thấy tôi đau lòng, tôi thương con Tường Lam vô cùng. Nó nít, nó vô tư, nó đâu biết gì. Bây giờ mẹ nó dạy cho nó từ lúc mà chắc có lẽ là đã chuẩn bị hồi cái lúc mà mang thai là đã tính rồi, có tính trước hết rồi. Mà dạy nó, dạy trong cái điện thoại, bây giờ nó cầm một cái tay nó lướt trong điện thoại, trời đất ơi. Mà mẹ nó là móm mồi cho nó, dạy cho nó rõ ràng, khùng điên gì thấy cũng biết, nhìn cái thái độ cử chỉ của mẹ nó là biết liền, bây giờ cách ly mẹ nó ra đi. Mình đối xử với nó như một đứa em bé bình thường, như đứa con mình đi.
Rồi hỏi nó kể cho mà nghe, làm gì có vụ ăn chay vậy? Rồi tha môi son, nhỏ mới bị lớn mà tha son đỏ chóc cái mặt vậy đó. Chân mày có kẻ nữa. Tin ra nó là cái đứa con nít đó, bất kỳ đứa con nít nào nó cũng có cái nét dễ thương của nó hết. Dù nó xấu cỡ nào nó cũng có cái nét dễ thương của nó, nó rất là ngây thơ. Mà làm giết cái con Tường Lam giờ đâu còn ngây thơ nữa. Đâu còn ngây thơ nữa, dạy. Dẫn dắt cho nó vô một cái con đường đen tối. Nó tu ông nội tôi tu hối tu cái gì, đi lừa gạt người ta mà tu. Còn con mẹ bây giờ quần này áo nọ rồi đi hết chỗ này tới chỗ kia. Mà cái chỗ mà đáng cắt nhất là chỗ mấy cái ông thầy chú chùa Pháp à. Thì rước rồi đưa lên. Bao nhiêu đứa xong đưa lên mà đưa con mình Tường Lam, cái gì cũng Tường Lam. Quý thầy tu kiểu gì vậy? Trí tuệ của quý thầy để đâu? Quý thầy có biết quý thầy làm vậy là chảy máu ông Phật biết không? Điên khùng giờ cũng biết nữa. Thật là ở chỗ đó đó hả? Con Tường Lam nó chung vô cái bụng của mẹ nó, tinh cha quyết mẹ nó ra rồi nó chung chỗ cái chỗ mà dơ dái của mẹ nó chung ra vậy mà nói Phật hả? Phật nào? Quý thầy có điên không? Những người nói Phật thành trừ mà xuống thế là có điên không? Điên người ta cũng còn biết nữa. Ông Phật ông đâu có xưng, ông đâu có xưng hô vậy. Tôi quá là bức xúc, tôi yêu cầu đưa cái này lên mạng, phản ảnh cho thế giới người ta biết. Rồi ok chị ha. Rồi em rồi sẽ... chị chào, cảm ơn em nhiều. Dạ yeah, em rồi. Sẽ đưa cái này lên mạng chị nghe. Rồi cảm ơn em. Dạ yeah, thank you chị. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn bà yeah, con. Dạ chúc chị sức khỏe nghe. Dạ. Dạ. Dạ.